Nó là một đứa con mà từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, nó chỉ đem lại những sự muộn phiền và khổ sở cho cha mẹ mà thôi. Anh đã nghĩ được sau này đặt tên con mình là gì chưa? Chưa biết con trai hay gái mà đặt em. Kết quả siêu âm cũng chưa có chắc chắn mà. Bác sĩ nói là 90%, nhưng mà em chắc chắn là con trai. Anh biết sao không? Tại vì em thấy dạo này em thèm đồ chua, với lại da thì khô rạm hết nè, bụng lại còn bị thấp nữa. Những dấu hiệu sinh con trai á, em đều có đủ hết, nên chắc chắn đợt này là con trai luôn. Mẹ. Đỡ không mẹ? Dạ. Đúng thế đấy, bụng này chắc chắn là con trai rồi. Ủa, mẹ cầm mấy thứ này đâu vậy? Mẹ mang cho cháu trai đích tôn của mẹ chứ còn đi đâu nữa. Con ơi, sao con lại để cho vợ con đụng chân đụng tay như thế này? Sinh con trai cho con để mà nối dõi, con phải đối xử với nó như là bà Hoàng ấy, hiểu không? Dạ, con biết rồi ạ. Thì con. Giờ này mà con làm ơn ra đây hả? Dạy con làm việc nhà đi chứ. Chỉ có mỗi việc đẻ con trai cũng không làm được. Đúng là đồ vô dụng. Mẹ làm gì vậy? Cái này là tôi để cho cháu trai của tôi. Cô không đẻ được con trai, không có quyền hưởng. Đó chỉ là một trong những sự trừng phạt mà mẹ dành cho tôi vì cái tội sanh con gái. Thời gian đó tôi nghĩ mình đã bị điên, bởi vì cuộc sống xung quanh tôi không khác gì địa ngục. Vậy thì đó là lỗi kỳ vọng của người lớn, chứ đâu phải lỗi do con trẻ đâu. Chúng nó không có quyền chọn lựa trai hay là gái đâu. Vậy thì cái chuyện mà nó sống không ra gì để khiến tôi với ông mang nhục thì sao? Bộ đẹp mặt lắm hay sao mà mời nhiều quá vậy? Chết cha, sao nãy mình không đưa chị Thảo, đưa cho chị Vân luôn ta? Quay lại đưa luôn đi, bớt gặp được người nào thì đỡ người đó, khỏi muối mặt. Chị đừng đi đám cưới nha. Tụi nó hả, ăn cơm trước kẹn đó, đi về xui xẻo khỏi làm ăn luôn á. Thì tôi cũng biết, nhưng mà bây giờ ổng bả mời, không lẽ trả lại? Gặp tôi hả, tôi trả lại để ổng bả biết đây là cái chuyện xấu hổ, ráng mà giấu kín. Chứ đi khoe làm chi, người ta nói thì nhục. Thì chị nói cũng phải. Bây giờ người ta đang bàn tán xôn xao, người ta thắc mắc cái chuyện á, chồng bà là thầy giáo mà dạy con không được, dạy ai? Đó, thấy chưa? Nghe. Bà. Dạy ai thì kệ cha nhà tôi. Bà. Bà cái gì? Tôi đã nói đừng có mời gọi gì á. Bây giờ ông đẹp mặt ông chưa? Đi về, không có mời mọc gì hết á. Xin lỗi hai chị nha. Con người ai cũng có lỗi, mình làm cha làm mẹ càng phải bao dung con cái chứ. Nó có lỗi mà mình phải bao dung cho nó thì tại sao tôi không được quyền thương hơn cái đứa con mà vừa sanh ra đời nó đã đem lại sự may mắn cho tôi, nó giúp cho tôi trúng số. Nhưng mà cái gì? Ông có biết á, vì trúng số mà tôi xây lại được căn nhà này tươm tất hơn. Nhờ vậy á mà mẹ bớt dằn hắt tôi hơn. Để rồi bây giờ khi nó lớn lên, nó làm cho mình nở mày nở mặt, nó còn lo toan hết mọi thứ trong gia đình này nữa. Bà, tình thương cha mẹ dành cho con cái,
không chỉ vô điều kiện mà còn phải công bằng. Đừng nhiều đứa này cho mình nhiều thì mình thương nhiều, rồi đi giật giật đứa khác. Tôi là như vậy đó. Đứa nào làm cho tôi vui, đứa nào lo cho tôi hơn thì tôi thương đứa đó hơn. Những gì mà đã và đang làm không chỉ đẩy đứa con gái xa bà, mà còn đẩy hai chị em nó xa nhau đó. Nó xa là do nó ích kỷ. Nếu con Hương không phải chịu ấm ức bao nhiêu năm qua vì phân biệt đối xử của bà, thì hôm nay nó sẽ không bùng nổ và quyết định không giúp con Hân. Nói tóm lại là do nó ích kỷ thôi. Nếu tự nhiên có một ngày nào đó mẹ tự nhiên đối xử tốt với bà, rồi sau đó nó bà bán nhà chia cho chú Quang, bà sẽ tính sao? Còn lâu mới có chuyện đó. Hy vọng bà đã hiểu ra được chuyện gì đó. Ôi trời ơi, tôi nai lưng ra tôi quần quật nuôi cô từ nhỏ cho tới bây giờ. Tôi phải chịu đựng biết bao nhiêu sự sỉ nhục cho cả một cái gia đình. Bây giờ bắt tôi mở miệng ra xin lỗi. Tại sao mà chị đối xử tốt với em Hân? Em Hân luôn giành được những gì tốt đẹp nhất. Còn con thì lúc nào cũng là đứa có lỗi. Con cũng muốn được mẹ ôm con, con cũng muốn được mẹ xoa đầu khen con giỏi giống như nó vậy. Nhưng mà tại sao mẹ không bao giờ làm như vậy với con? Thôi được rồi, bây giờ muốn kể tội đúng không? Ngồi xuống đó, mẹ kể tội với mày. Ngồi xuống đi.
Sao? Mày còn định nói cái gì nữa đây? Mày cứ thử nai lưng ra hầu hạ một bà mẹ chồng khó tính, nuôi bốn đứa con, cộng thêm một ông em chồng vô dụng, thì lúc đó mày sẽ hiểu đầu óc đâu để mà nhớ được ước mơ của người này người kia. Con đã phải nghỉ học giữa trường vì em Hân. Nếu như có thể tiếp tục học để có cái bằng đó. Cái năm đó đó, mày không có phải nghỉ học vì em mày thì chắc chắn mày cũng sẽ phải nghỉ học vì cái bầu, hiểu chưa? Nếu như không phải nghỉ học á thì chắc chắn đã không. Mà thôi bây giờ á, nói cái chuyện bằng cấp ở đây làm gì? Có bằng hay không có bằng thì rõ ràng á, ngay bây giờ mày đang rất hả hê vì cuộc sống của mày đang quá tốt đẹp mà, đúng không? Bữa nay tự dưng đem cái chuyện này ra đây á, kể đi kể lễ làm cái gì vậy? Tại vì con muốn được mẹ thương con.